Xin chào tất cả và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của VN Review. Trước đây thì VN Review cũng đã có những video đánh giá chi tiết các loại máy lọc nước của A.O. Smith là G2, A2 và 1E. Ưu điểm chung của các loại máy lọc nước của A.O. Smith chính là thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, cùng với đó là công nghệ chống rò rỉ nước phù hợp với những gia đình ở chung cư. Và để đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm khách hàng này, mới đây A.O. Smith đã cho ra mắt một mẫu máy lọc nước mới được thiết kế dành riêng cho các căn hộ chung cư với thiết kế vô cùng là gọn gàng. Và phiên bản mà VN Review dùng để đánh giá chi tiết ngày hôm nay là model R400E. Có thể nói đây là máy lọc nước sử dụng công nghệ RO với công suất lớn và mỏng nhất thị trường. Các máy lọc nước khác của A.O. Smith hiện nay đều có đầy đủ 5 bước lọc tiêu chuẩn. Riêng model R400 này được trang bị tới 7 cấp lọc và đầy đủ các tính năng nổi bật của A.O. Smith như công nghệ RO Side Stream, cảnh báo thay thế lõi lọc, tự động sục rửa làm sạch lõi và công nghệ nhận dạng RFID để chống lõi lọc giả. Theo tìm hiểu của mình thì A.O. Smith R400 có 2 phiên bản là R400E giá là 11,8 triệu đồng và bản R400S giá là 11,5 triệu đồng. Hai phiên bản chỉ khác nhau ở màn hình cảnh báo ở thân máy. Bản R400E có màn hình full LED màu đen, còn bản R400S sử dụng màn hình điện tử có 2 nút LED màu xám trắng. Vậy model R400E mới của A.O. Smith có những tính năng cũng như là ưu điểm gì đáng chú ý? Hãy cùng Linh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên chúng ta sẽ bàn về thiết kế nhé. Bởi vì đây là sản phẩm thiết kế dành riêng cho các căn hộ chung cư, chính vì vậy nên ấn tượng đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy model R400 của A.O. Smith chính là độ mỏng. Chiều rộng của máy lọc nước này chỉ có 14cm, bằng một nửa chiều rộng của máy lọc nước khác của A.O. Smith. Vì vậy, A.O. Smith R400 có thể đặt trên bàn bếp hay dưới chậu rửa đều gọn gàng, không chiếm nhiều không gian như các máy lọc nước thông thường. Để có kích cỡ nhỏ gọn như vậy, A.O. Smith đã đưa vào sản phẩm này hai thay đổi lớn. Thay đổi lớn đầu tiên là sử dụng lõi lọc 5 trong 1, tích hợp 5 cấp lọc chỉ trong một lõi lọc. Ngoài lõi lọc tích hợp này thì sản phẩm chỉ còn lõi thứ hai là lõi RO Side Stream. Như vậy, số lượng lõi lọc của A.O. Smith R400 đã giảm xuống chỉ còn 2 lõi, không phải là 4 đến 5 lõi như các máy lọc khác của A.O. Smith mà vẫn đầy đủ các cấp lọc. Điểm thay đổi lớn thứ hai ở trên A.O. Smith R400 là không còn bình chứa nữa. Các bạn có thể thấy thông thường các loại máy lọc nước sẽ có bình chứa từ 6 cho đến 12 lít để có thể nhanh chóng cung cấp nước cho người dùng khi cần. Ở máy lọc nước R400, A.O. Smith đã tăng công suất lọc nước lên 1,1 lít một phút, tương đương với 66 lít một giờ, cao gấp 6 lần so với các máy lọc nước có bình chứa của A.O. Smith. Nhờ vậy, máy có tốc độ lọc nước nhanh, tiết kiệm được diện tích lắp đặt và ngăn được nguy cơ nước có thể tái nhiễm khuẩn trong thời gian lưu trong bình chứa. Theo nhà sản xuất thì A.O. Smith R400 đang là máy lọc nước được sử dụng công nghệ RO có kích thước nhỏ nhất và công suất lọc nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, máy lọc nước này cũng được thiết kế chống rò rỉ tuyệt đối nên sản phẩm không còn cần tới cảnh báo rò rỉ thường thấy trên các máy lọc nước khác của A.O. Smith nữa. Đây là yếu tố rất quan trọng với việc sử dụng trong căn hộ chung cư đòi hỏi sự đảm bảo về chống rò rỉ để không ảnh hưởng đến sàn gỗ và đồ nội thất xung quanh khu vực bếp. Thêm vào đó thì van điện từ của A.O. Smith R400 cũng là loại van chuyên dụng dành cho những nơi có áp lực nước cao như các căn hộ chung cư để chống vỡ đường ống nước. Vẻ ngoài tổng thể của A.O. Smith R400 trông khá lạ và đẹp mắt với thiết kế liên khối. Bên cạnh đó thì thân máy cũng như là các chi tiết là hai hộp chứa lõi lọc được thiết kế khá chắc chắn, dày dặn và có gioăng chống thấm nước. Tông màu ghi của máy trông cũng nhã nhặn và dễ phối ghép với không gian hiện đại ở các căn hộ chung cư. Nhìn vào thiết kế nhỏ gọn của A.O. Smith R400, nhiều người sẽ băn khoăn rằng liệu máy lọc nước có bị cắt giảm về các cấp lọc hay những công nghệ vượt trội cũng như là đặc trưng của A.O. Smith hay không? Thực tế, trên thị trường hiện nay, các máy lọc nước không có bình chứa sẽ có công nghệ cao hơn các máy lọc nước có bình chứa. Ngoài ra, máy lọc nước này còn có 7 cấp lọc thay vì là 5 cấp lọc như ở trên các máy lọc nước thông thường của A.O. Smith. Ở cấp đầu tiên, nước sẽ đi qua bộ lọc lưới để loại bỏ cặn bẩn có trong nước có kích thước lớn từ 150 micron. Đây là cấp bảo vệ hệ thống lọc nước khi nguồn nước đột nhiên bị nhiễm bẩn do sục rửa đường ống nước tại các tòa chung cư. Đặc biệt, bộ lọc lưới được coi là cấp lọc thô này có thể dễ dàng vệ sinh mà không cần phải thay định kỳ như các bộ lọc khác. Nguồn nước đi qua bộ lọc lưới sẽ đi tiếp qua 3 cấp lọc đầu của lõi lọc tích hợp 5 trong 1 là cấp lọc PP5, cấp lọc carbon block và cấp lọc PP1.
Trong đó, cấp lọc PP5 sẽ ngăn rong rêu, rỉ sét, kim loại, cát và những phần có kích thước 5 micron tương đương với sợi tóc hòa trộn trong nước. Cấp lọc than hoạt tính carbon block có nhiệm vụ loại bỏ clo dư, chất hữu cơ và các sản phẩm phụ từ quá trình khử trùng, khử màu, khử mùi. Theo A.O. Smith, than hoạt tính trong các máy lọc nước của hãng này là than lấy từ quá trình nung gáo dừa ở nhiệt độ cao trong điều kiện hiếm khí. Vì vậy, hoạt tính của than tồn tại kéo dài 1 năm mới cần thay, còn than hoạt tính từ than củi được dùng trong nhiều máy lọc nước hiện nay chỉ hiệu quả trong vòng vài tháng. Nguồn nước sau khi đi qua lõi than hoạt tính carbon block sẽ tiếp tục được lọc qua cấp lọc PP1. Đây là cấp lọc sẽ loại bỏ các thành phần có kích thước nhỏ hơn như chất rắn và cặn lơ lửng trước khi đi vào cấp lọc quan trọng nhất là bộ lọc thẩm thấu ngược RO Side Stream. Bộ lọc RO Side Stream có lưới lọc siêu nhỏ 0,0001 micron tương đương khoảng 1 phần nghìn sợi tóc sẽ loại bỏ các loại vi khuẩn, virus, kim loại nặng, dư lượng thuốc trừ sâu và các thành phần nguy hại khác. Có thể nói, chỉ còn mỗi nước tinh khiết đi qua được lõi lọc RO Side Stream. Sau khi đi qua lõi lọc RO Side Stream, nguồn nước tinh khiết tiếp tục quay trở lại lõi lọc tích hợp 5 trong 1, nhưng qua hai cấp lọc còn lại là PAC và MF. Trong đó, cấp lọc PAC có tác dụng khử mùi và điều chỉnh mùi vị cho nước, còn MF là lõi siêu lọc nhằm loại bỏ nốt virus, vi khuẩn, nấm mốc và các sinh vật gây bệnh trước khi cung cấp cho người dùng. A.O. Smith cũng được trang bị vòi điện tử và màn hình hiển thị dạng LED ở trên thân máy, trông rất đẹp và hiện đại, giúp người dùng có thể biết được đâu là thời điểm thay từng lõi lọc. Bình thường, vòi của máy lọc nước sẽ hiển thị cảnh báo màu trắng với phiên bản R400E và màu xanh với phiên bản R400S. Gần đến hạn cần thay lõi thì cảnh báo trên vòi sẽ chuyển sang màu cam và khi chuyển sang màu đỏ là lúc người dùng phải thay lõi lọc. Khi hiện cảnh báo màu đỏ, máy lọc nước sẽ phát ra âm thanh tít tít mỗi lần người dùng lấy nước để nhắc nhở. Với nhu cầu sử dụng 15 lít nước mỗi ngày cho việc nấu nướng cũng như là sinh hoạt thì chúng ta sẽ cần thay lõi lọc 5 trong 1 sau thời gian sử dụng khoảng 12 tháng, giá thay là 850.000 đồng, còn lõi lọc RO Side Stream sẽ thay sau khoảng 3 năm với giá là 1.850.000 đồng. Bên cạnh đó, máy lọc nước này cũng có tính năng tự động sục rửa làm sạch các lõi lọc. Khi gia đình đi du lịch hoặc công tác dài ngày, máy sẽ tự động làm sạch để tránh nguy cơ bị tắc lõi lọc, tăng tuổi thọ lõi. Một tính năng quen thuộc nữa ở trên các máy lọc nước A.O. Smith cũng có mặt ở R400 là hệ thống nhận diện lõi lọc chính hãng bằng công nghệ RFID. Khi thay lõi, máy lọc nước sẽ tự động phát ra tín hiệu cảnh báo nếu phát hiện là lõi lọc giả. Điểm nổi bật và gây bất ngờ nhất khi trải nghiệm thực tế máy lọc nước A.O. Smith R400 chính là tốc độ lọc nước rất nhanh. Theo công bố của nhà sản xuất thì với 1 phút chúng ta sẽ lọc được 1,1 lít nước. Tuy nhiên trên trải nghiệm thực tế của mình thì với 34 giây thôi là có thể đổ đầy một bình 1,2 lít nước rồi. Lượng nước thải ra trong quá trình lọc nước cũng rất tiết kiệm. Theo trải nghiệm thực tế thì lượng nước lọc được tương đương với lượng nước thải ra. Điều này rất khác biệt với những máy lọc nước của các hãng khác khi mà chúng ta tỷ lệ cho được là 1:3, tức là lọc 1 lít nước thì sẽ thải ra 3 lít nước. Theo lý giải của A.O. Smith, tỷ lệ nước thải thấp của R400 và các máy lọc A.O. Smith nói chung đến từ công nghệ màng lọc RO Side Stream độc quyền của hãng. Lõi lọc RO của các hãng khác thường chỉ có một đường nước ép vào lõi lọc, còn lõi lọc RO của A.O. Smith có hai đường nước ép vào hai bên lõi lọc. Áp lực nước đè lên màng lọc đều nên tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết sẽ cao hơn các hãng khác. Bên cạnh đó, công nghệ lọc RO của A.O. Smith bơm nước trượt trên bề mặt màng lọc. Nước tinh khiết vẫn chảy qua màng còn cặn bẩn bám trên bề mặt sẽ bị cuốn trôi vào đường thải nên hạn chế được nguy cơ tắc màng lọc. Đó cũng là lý do mà các màng lọc RO Side Stream trên các máy lọc nước A.O. Smith có thời gian sử dụng tới 3 năm mới cần thay. Theo công bố của nhà sản xuất, máy có công suất tiêu thụ điện tối đa là 85W, tương đương 2 bóng đèn LED. Tuy nhiên, với trải nghiệm thực tế của VN Review thì đo được là 56W và 0,013 số điện sau 15 phút lọc nước liên tục. Như vậy, với nhu cầu sử dụng 15 lít nước mỗi ngày, chúng ta sẽ tiêu thụ khoảng 0,007 số điện, một con số rất nhỏ trong tiêu thụ điện gia đình. Đặc biệt hơn nữa là với tỷ lệ nước lọc và nước thải là 1:1 của A.O. Smith R400 cũng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được 30 lít nước so với những máy lọc nước khác với nhu cầu sử dụng 15 lít nước mỗi ngày. Lượng nước tiết kiệm được sẽ còn ấn tượng hơn đối với những gia đình có nhu cầu sử dụng nước lọc nhiều hơn.
Như vậy, tổng kết lại, AOSmith R400 là máy lọc nước có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích và phù hợp với những căn hộ chung cư có không gian bếp hạn chế. Với tốc độ lọc nước nhanh và ít nước thải, máy lọc nước có thể đáp ứng thoải mái nhu cầu cho gia đình chung cư từ 2 cho đến 4 người, từ uống trực tiếp, nấu ăn, sơ chế thực phẩm cho tới sinh hoạt hàng ngày như tắm cho em bé và đánh răng rửa mặt. Nước lọc da có thể yên tâm về chất lượng, không chỉ tinh khiết mà còn khử mùi, điều chỉnh vị và tạo sự dễ chịu khi uống. Tỷ lệ thu hồi nước cao, vì vậy nên nước thải ra ít hơn hẳn so với những mẫu máy lọc nước khác đang có mặt trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, máy lọc nước này có thiết kế chống rò rỉ tối đa, có cảnh báo tình trạng lõi lọc ngay tại vòi và công nghệ nhận diện RFID giúp phát hiện lõi lọc giả. Mức giá của R400 cao hơn một chút so với những mẫu máy lọc nước khác của AOSmith. Tuy nhiên, đổi lại thì người dùng chung cư sẽ sở hữu cho mình một thiết kế nhỏ gọn, cùng với đó là tốc độ lọc nước nhanh mà vẫn giữ nguyên được những đặc sản công nghệ của nhà sản xuất máy lọc nước hàng đầu thị trường hiện nay. Vừa rồi là video đánh giá chi tiết của VN Review về máy lọc nước AOSmith R400. Các bạn cảm thấy sản phẩm này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ VN Review nhé. Bye bye!